Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Đôi Thú Khủng Long. Hôm nay mình sẽ giác mấy cái chú, mình sẽ chiến đấu với biển nha các bạn. Ok, hôm nay mình sẽ giác những cái con cá mập của mình, những cái con cá, con rùa, con khủng nhất đem xuống biển rồi là tấn công kiếm chuyện gây số những anh bạn trên Facebook. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Và anh em nào có cái game gì mới hay là muốn mình làm về cái trò gì đừng quên comment bên dưới video nha. Mình sẽ tìm hiểu và làm cho các bạn xem. Ok, và cái đầu tiên gọi là mình quýt đại luôn, gọi là cái liều á. Ây da, thôi nó hốt mình kìa. Bậy quá, phải đổi con thôi. Đổi con kỹ hệ con này mới được, chứ để nó quýnh mình, con này chết mình á. Ok, mốt luôn. Ây da, căng à. Mình thấy là hai mà ta, sao nó còn có một vậy? Nó quýnh mình nhân hai. Ủa, con này quýnh nhân hai, không thấm mình đâu. Ok, được. Chú cũng liều lắm, chú dám quýnh mình. Một cái thôi, quýnh một cái để dành hai cái thủ luôn. Một cái là chúng này đi bụi rồi, đi bụi. Ok, mình để dành hai cái thủ luôn thôi. Cái con này nó dám quýnh mình không? Con này máu nó cũng 5.000. Oh yeah, con này nó kệ hại cho mình các bạn ơi, không có giỡn được. Đem con rùa ra xử nó mới được. Chúng ta gọi là chơi là phải gọi là cẩn thận mới được. Lạng quạng này nó mốt mình banh xác luôn á. Quýnh mấy con kỵ hại cho dù mình mạnh, nhưng mà mấy đứa kia nó kỵ nó quýnh mình vẫn chết như thường. Ồ, và đây là con Tylosaurus. Con này của đối phương chỉ có level 32 rồi, nó ăn luôn cái con Hano chung Hano của mình. Đi bụi rồi, con này cũng đùa mình quá. Ok, không sao. Bây giờ mình sẽ dắt cái vụ này là sao đây? Sao mình vẫn giết cái con này được các bạn ơi, vẫn giết được, vẫn giết được. Tấn công thôi, mặc dù máu mình ít nhưng mà sức chiến đấu mình vẫn còn. Nó đỡ cái là kỵ hệ, mặc dù kỵ hệ mà sức chiến đấu mình vẫn còn là 600 mấy. 600 mấy là dư sức để vượt qua cái cửa này rồi. Ok, vậy là trận đầu tiên là chúng ta đã thắng rất là hoành tráng nha các bạn. Xem nào. Tên. Ok, nó cho mình quay trúng cái gì đây? Để có cái gì đó thú vị dành cho mình chứ. Tiền à? 20 tiền luôn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ ok, nó gọi là nó cho mình quảng cáo về cái kênh mình chút xíu. Là các bạn xem video đừng quên nhấn nút like ủng hộ mình nha. Gọi là chơi riết một bệnh luôn á, mưa gió Sài Gòn không biết sao mùa này mưa dữ vậy không biết. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục gọi là đi chiến đấu dưới biển. Video này mình sẽ chiến đấu dưới biển nha các bạn. Dắt cái con này đi quýnh cho nó hoành tráng luôn, cho con rùa theo hỗ trợ cho con này lắm. Ok, lần này xem mình sẽ gặp ai đây. Anh bạn ở trên Facebook sẽ chiến đấu khô máu với mình. Anh không quýnh, anh sẽ không quýnh em đâu, anh sẽ không quýnh đâu, được luôn. Nhìn người ta hạnh phúc và là mình cũng thấy vui rồi, không sao. Ok, đợi tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Tốt cô nhân 2, nhân 3 luôn, đẩy luôn. Còn ai còn gì không dám cắn. Vậy là chơi khô máu luôn. Còn các bạn Tylosaurus này giống mình đây, cái điều là bồi thường mình chút xíu. Chú ấy sẽ giải quyết mình như thế nào. Rồi ok, chú ấy hốt mình luôn. Được, chú được lắm, chú dám không ai là chú được lắm. Một, chết, để hai cái đi. Còn một cái là mình nên để dành. Ok. Đấy. Trời ơi, nó thủ các bạn ơi, nó thủ như thủ hai luôn á. Chết rồi, tính tối bữa này mình đi bụi chắc rồi. Nhân 3 là ê, cố lên, còn là chút xíu máu. Oh yeah, Chúng ta vẫn còn máu các bạn ơi. Không sao. Dành hai luôn á. Để hai thủ đó ta. Thôi để dành hai cái này, để dành cho con này nó quýnh đi. Mày đang ghét cháu quýnh ta. Ok, xem cái con này nó làm gì mình đi. Ây da, máu con này nó tới 3.000 lượng các bạn ơi. Cái này hơi căng đây. Rồi xong rồi. Cái này thắng thua mình chưa biết luôn. Chết rồi, 6 630. 6 nhân đúng rồi, 6 nhân 5 30. 30 ra là 3.000, 3.000 thì nó tới 3.000 món. Nếu mình đam lên thì mình có thể quy đẩy luôn. Tấn công nào cậu em. Oh yeah, chúng ta đam tới 7.000 mấy lần các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Ok, trận thứ hai là chúng ta thắng huy hoàng luôn. Đó, con cá nó nhìn cũng rất là đẹp luôn các bạn. Ok, vậy là hai trận chúng ta gọi là toàn thắng đi. Bây giờ sẽ quýnh tiếp theo rồi mình sẽ thắng hai bại đây. Cho mình quay số may mắn xem hôm nay có may mắn không đây. Ra được cái gì? Cái gì đấy? Tiền hay thức ăn? Tiền. Ok, tiền luôn. 1.800. Được, cho mình ra gọi là dạo phố chút xíu được. Quảng cáo tiếp. Ai chưa đăng ký kênh HNT Channel đừng quên bấm đăng ký ngay và luôn nha. Ok, là cho mình vài giây để quảng cáo về cái kênh của mình. Ok, xem nào anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ nhào vô chiến đấu tiếp đây. Thì để sau thì mình nên đi xuống biển chi tìm cao thủ quýnh cho nó vui. Là mình đây mình hơi bị thích cái con rùa nó quýnh rất là bá đạo. Mình sẽ kiếm một cái con nữa. Ok, mình cũng định chọn cái con này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi chiến đấu đây. Anh bạn trên Facebook nào sẽ chiến đấu với tên Katia. Một cô gái nhìn tấm hình khá là xinh đẹp luôn. Nhưng mà ở ngoài thì không biết có đẹp như trong hình hay không thì cái đó chưa biết. Cái điều này người vẫn còn một cái điều nghi vấn rất là lớn. Còn khoa học cũng chưa có thể chứng minh được đó là nhìn hình đẹp là ở ngoài sẽ đẹp nha các bạn. Dạo này camera 360 nhiều quá. Trời ơi, quýnh nó không chết luôn. Cái vụ này hơi căng đây. Quay. Trời ơi, chơi lại vậy luôn đó hả? Không ngờ là chơi lại vậy luôn đó. Mình quýnh một cái con đó chết các bạn ơi. Con đó không chết, một cái nó không chết. Mình buộc mình phải để dành chiêu thôi. Đấy dạ. Ok, các bạn này muốn chơi với mình hả? Muốn chơi thì mình chơi khô máu luôn chứ mình sợ gì bạn. Ở vô đây được rồi, để cái lại để nhận. Mốt là đi bụi không? Đi bụi không hả cậu bé? Này là đi bụi rồi. Ok, và bây giờ tới cái con này ra, con này nó kỳ thị mình. Nó nhân 4 rồi các bạn ơi. Nó nhân 4 mà nó không quýnh, đây là thằng này nó chán sống rồi. Mình hốt nó luôn. Chán sống rồi. Chán sống rồi bởi nhân 4 mà bởi không quýnh mình hả bởi. Rồi còn cái con này là sạch nước. Mới nó còn có 200 mấy rồi mà bây giờ cho nó ra nó chịu đựng làm sao nó sống nổi đây. Đẩy mình luôn. Đẩy mình văng 16m50 luôn các bạn ơi. Được. Được. Được lắm. 1, 2, 3, 4. Ok, tấn công. Đi bụi. Ok, chú ấy để 3 thủ luôn các bạn. 3 thủ là dữ lắm. Nhưng mà máu vô đấy còn quá yếu, không thể nào mà chịu nổi cái đòn của mình được. Ok, 3 trận chúng ta gọi là toàn thắng, gọi là thắng vinh quang với biển luôn. Này quay ra được cái gì đây? Có cái gì đó thú vị chứ. Con tay giác hả? Còn mình 10 sắc quốc các bạn ơi. Ok, thank you very much. Ten. Ok, mình vào mình nảy một cái nhiệm vụ nữa. Vì nhiệm vụ của mình rất là bá đạo các bạn. Mình làm nhiệm vụ là tốc độ luôn á. Đây, vô đẩy cái nhiệm vụ thứ 58 là lấy một con đánh luôn, không cần lấy nhiều luôn. Ủa, con gì nhìn ngầu ghê vậy ta. Mình chưa có con này các bạn ơi. Con này hiệp luôn. Chết rồi. Cái tình hình này sao đây? Đưa cái này là quýnh mình chết là tiêu luôn á. Đẩy luôn đi. Đó, anh đâu phải vậy chứ. Gai sắt cả bự, gai sắt. Ok, đây là cái con lòng con của bé rồi. Ồ, giống quýnh mình luôn các bạn ơi, chiến đấu nó là 900. Sự chiến đấu 954 còn giáo quýnh mình luôn là nó liều lắm luôn rồi đó. Ấy da, ôi đồ mình đứng biết cái theo là ôi đồ mình đứng các bạn. Đúng rồi, mà nó chỉ level 10 thôi. Không sao, level 10 thì nó nhân 4 lên là 2000 thôi, mình vẫn còn sống. Nhưng mà nó con cái là nó không quýnh mình. Cái gì bộ này đồ mình nói quyết hè. Ok, nhiệm vụ chúng ta đã làm tốc độ luôn. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Và anh em nào có muốn mình làm về cái game gì đừng quên comment bên dưới luôn. Mình sẽ tìm hiểu và làm cho các bạn xem. Và đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.